Duy Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin có liên quan đến việc tổ bay Vietjet gặp sự cố nghiêm trọng tại sân bay Buôn Ma Thuột. Vào ngày 1 tháng 12, ông Đinh Việt Thắng là Cục trưởng Cục Hàng không Cộng sản Việt Nam cho biết đã đình chỉ tổ bay của chuyến bay VG356 vào ngày 29 tháng 11 của hãng hàng không Vietjet sau sự cố xảy ra tại sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ việc điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc nghiêm trọng khiến cho 6 người nhập viện này. Thành phần tổ bay bao gồm tổ lái, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác theo yêu cầu thực hiện chuyến bay. Các nguồn tin cho biết tổ bay bao gồm cơ trưởng là người Philippines, cơ phó là người Tây Ban Nha. Chuyến bay Sài Gòn đi Buôn Ma Thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình hạ cánh. Hai bánh trước của máy bay đã bị mất trong lúc hạ cánh. Máy bay đã dừng lại an toàn tại sân bay Buôn Ma Thuột. 6 hành khách bị chấn thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để kiểm tra sức khỏe. Hiện có 4 hành khách đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe bình thường. Hàng loạt xe tay ga không nổ máy do nhiễu sóng camera. Thưa quý vị, mấy ngày qua thì nhiều người đi xe tay ga có lắp chìa khóa thông minh, còn được gọi là Smart Key, trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ số nhà 94 cho đến 130, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã phản ánh khi dừng xe tại nơi này thì nhiều xe đều bị chết máy, đứng tại chỗ, không di chuyển được. Anh Trần Lê Trang Nghiêm, 40 tuổi, ngụ ở phường 4, thành phố Mỹ Tho cho biết, anh chạy xe tay ga mới mua, ghé nhà thuốc Tây tắt máy vào mua thuốc. Mua xong thì anh không để máy xe được. Anh tưởng xe bị hư nên dắt tìm chỗ sửa, dắt bộ được khoảng 100m thì bất ngờ xe lại nổ máy. Qua điều tra, theo đó cho biết, những xe tay ga có lắp chìa khóa thông minh khi đi qua đoạn đường Lý Thường Kiệt này, chìa khóa không điều khiển được là do bị nhiễu sóng camera không dây của cửa hàng Elsa. Đoạn bị nhiễu sóng với bán kính khoảng 50m tính từ shop quần áo Elsa. Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu chủ cửa hàng tạm thời tắt camera và thay loại camera mới để tránh gây nhiễu sóng cho các xe tay ga của người dân đi qua đoạn đường này. Cận cảnh vụ tàu chở dầu đâm vào cầu cảng khiến cho dầu tràn ra biển. Đến khoảng 13 giờ chiều ngày 1 tháng 12, các nhân viên của công ty xăng dầu Petex đã tiến hành hút xong toàn bộ 70 mét khối dầu có trong hệ thống đường ống dẫn ngầm dưới biển về kho nằm trên đất liền an toàn. Theo ghi nhận, quanh khu vực có dầu bị tràn cho thấy một lượng dầu bị chảy đang được cách ly có màu vàng kèm theo vết loang và đóng váng đang nổi lên bền trên mặt biển. Trước đó vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, trong lúc chuẩn bị bơm dầu vào đường ống ngầm dẫn dầu vào kho xăng dầu Petex Hòa Hiệp, tàu chở dầu Hải Hà Petrolimex đã bất ngờ đâm mạnh vào chân cầu cảng, cách bờ khoảng 500 mét. Sau cú đâm mạnh, một số vị trí trên cầu cảng đã bị nứt và có khả năng bị sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, một số mối nối dẫn dầu tại chân cầu cảng đã bị nứt và hở, khiến cho một lượng dầu bị chảy ra biển. Lo sợ lượng dầu trong đường ống dẫn vào bờ bị tràn ra biển, lực lượng cứu hỏa thành phố Đà Nẵng đã được huy động ra hiện trường để ứng cứu sự việc. Dòng người xếp hàng chờ lấy vé đã đặt mua qua hệ thống Internet cho trận đấu Việt Nam và Philippines. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 11 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gọi tắt là VFF trên đường Lê Quang Đạo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nơi này đã bắt đầu trả vé cho khách hàng đã đặt qua hệ thống Internet trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines. Lúc 15:30, khoảng hơn 20 cảnh sát cơ động đứng chặn ở bên ngoài cổng để đảm bảo an ninh. Rào chắn hình chích sắc dài gần 30 mét được dựng lên để người hâm mộ đi vào theo hàng. Hàng trăm người đã đặt mua vé, đã cầm thẻ căn cước, thông tin đăng ký vé trên tay, đứng kín trên vỉa hè đoạn trước trụ sở VFF. Trước đó, vào sáng 29 tháng 11, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF đã thông báo đã bán hết toàn bộ vé theo hình thức online. Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra vào ngày 6 tháng 12 tại sân vận động Mỹ Đình với 4 mệnh giá, bao gồm 200, 300, 400 và 500 ngàn đồng. Những người mua vé đã đem đi bán lại, rao bán từ 3 cho đến 6 triệu đồng. Số lượng vé online bán ra trong trận bán kết lượt về dự kiến là 20.000 vé. Bản tin tiếp theo có liên quan đến thời tiết. Thưa quý vị, miền Bắc vào đầu tuần nắng ấm, cuối tuần đón gió mùa lạnh.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia Cộng sản Việt Nam cho biết, từ ngày 2 tháng 12 cho đến hết thứ Năm 6 tháng 12, trời miền Bắc sẽ nhiều mây về đêm, ban ngày nắng. Hà Nội nhiệt độ khoảng từ 14 cho đến 21 độ C, tương đương với 57 cho đến 70 độ F. Trong khi đó, miền Trung từ Quảng Bình trở đến Quảng Ngãi vẫn còn mưa rào và mưa dông ở vài nơi. Đến thứ Sáu ngày 7 tháng 12, gió mùa Đông Bắc đã tràn xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sẽ chuyển thành mưa dông, nhiệt độ tại thành phố Vinh giảm còn 17 cho đến 21 độ C. Mưa sau đó sẽ mở rộng xuống các tỉnh phía Nam. Trong khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào tháng 9 đông là từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau, thì Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển sang mùa khô, trời ít mưa. Nhiệt độ ban ngày ở Tây Nguyên khoảng 30 độ C, ở Nam Bộ và khoảng 32 độ C. Thưa quý vị, dựng chòi phơi cà phê trên sân bay Bảo Hoàng ở Kon Tum. Di tích lịch sử sân bay Phượng Hoàng từ nhiều năm nay đã trở thành nơi phơi cà phê của người dân. Sân bay giải chiến Phượng Hoàng ở xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum do Hoa Kỳ xây dựng trước năm 1972, phục vụ cho chiến tranh. Sau năm 1975 thì sân bay không còn hoạt động, chỉ còn lại phần phi đạo dài khoảng 3 cây số nằm bên cạnh quốc lộ 14. Hơn 10 năm nay, người dân trong khu vực dùng phi đạo để phơi cà phê và các nông sản khác. Người dân đã cho rằng phi đạo bằng phẳng, rộng rãi là sạch sẽ, ít xe cộ đi lại nên họ tận dụng để sản xuất nông nghiệp, không phải phơi ngoài quốc lộ. Khoảng tháng 11 thì mùa thu hoạch cà phê rộng ràng. Mỗi ngày hàng chục tấn cà phê tươi được mang ra sân bay Phượng Hoàng. Người dân cho biết sản lượng năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Họ tự thỏa thuận về khoảng diện tích phơi tùy theo sản lượng của mỗi nhà thu được. Toàn cảnh dự án khiến cho Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang bị khởi tố. Thưa quý vị, cho đến nay đã có 8 người bị khởi tố có liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đô thị Hoàng Long, trong đó có Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn. Dự án khu đô thị Hoàng Long nằm trên khu vực phường Phước Long, thành phố Nha Trang, đã được tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ đầu tư từ năm 2012. Từ tháng 2 năm 2015, được đổi tên và giao cho công ty đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư, với tổng diện tích gần 26 ha, tổng mức đầu tư hơn 467 tỷ đồng. Hàng trăm gia đình người dân ở đây đã bất bình vì trong quá trình thực hiện dự án này, thành phố Nha Trang và phường Phước Long đã không minh bạch và làm sai luật. Theo điều tra, vào năm 2010, khi bắt đầu triển khai dự án khu đô thị Hoàng Long, chỉ có 98 gia đình là hộ đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ cấp đất tái định cư. Tuy nhiên, cho đến năm 2014, con số này đã lên đến 282 gia đình. Đến tháng 7 năm 2017, có tổng cộng 380 trường hợp được thông qua đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ và cấp đất tái định cư. Vụ án cho đến nay vẫn đang được mở rộng và điều tra. Thưa quý vị, bỏ lại xe máy, một người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông Hàn tự tử. Đang lưu thông trên cầu Tiền Sơn, người phụ nữ bất ngờ dừng xe máy trèo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Hàn tự tử trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 1 tháng 12, nhiều người đi đường nhìn thấy một phụ nữ điều khiển xe máy lên giữa cầu Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, theo hướng từ quận Ngũ Hành Sơn qua khu vực siêu thị Lotte Mart ở quận Hải Châu. Vài giây sau, người phụ nữ này bất ngờ bỏ lại xe máy, sau đó trèo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Hàn tự tử. Nạn nhân được xác định là chị H, sinh năm 1985, quận Liên Chiểu. Theo nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, khi thấy có người trèo qua thành cầu, họ nhanh chóng chạy đến ngăn cản nhưng bất thành do không kịp. Đến 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Thưa quý vị, một chiếc xe tải đã nổ bánh xe và tông sập hai nhà của người dân ở Sài Gòn. Một chiếc xe tải đang lưu thông và bánh xe đã bị nổ, xe mất lái rồi lao qua giải phân cách, tông sập hai nhà của người dân trên tỉnh Lộ 8, huyện Củ Chi. Lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 12, xe tải mang biển số Sài Gòn lưu thông trên tỉnh Lộ 8, hướng cầu Phú Cường về quốc lộ 22. Khi đến gần cầu vượt Củ Chi, ở thị trấn Củ Chi, xe tải đã nổ bánh và tông vào giải phân cách rồi lao qua làn đường ngược lại, tông vào hai nhà của người dân. Tại hiện trường, hai ngôi nhà bị xe tải tông sập hoàn toàn, phần đầu xe tải bị móp méo. Tài xế bị thương, kẹt trong cabin được người dân đưa ra ngoài sơ cứu. Công an huyện Củ Chi đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến 11 giờ trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông qua khu vực đã bình thường trở lại. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được nâng tốc độ lên 100 cây số một giờ, tương đương với 60 miles một giờ. Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tuyến cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12, các xe hơi lưu thông trên cao tốc này được nâng tốc độ tối đa từ 80 cây số trên giờ lên 100 cây số trên giờ, tương đương từ 50 dặm cho đến 60 dặm một giờ. Một ngày trước khi quyết định có hiệu lực, thì các biển báo đã được Sở Giao thông Vận tải lắp đặt thay thế. Đường cao tốc Hạ Long - thành phố Hải Phòng khánh thành ngày 1 tháng 9. Từ thời điểm thông xe cho đến nay, đoạn Hạ Long đi cầu Bạch Đằng, xe hơi chỉ được chạy tối đa 80 cây số một giờ. Đoạn cầu Bạch Đằng, tốc độ tối đa cho phép là 100 cây số một giờ. Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài khoảng 25 cây số, rộng 25 mét, được thiết kế với 4 làn xe, chia làm 2 dự án thành phần. Phần thứ nhất là đường cao tốc Hạ Long - cầu Bạch Đằng dài 19,3 cây số, tổng đầu tư trên 6.400 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Phần thứ hai là cầu Bạch Đằng - đường dẫn, nút giao cuối tuyến dài 5,4 cây số, trị giá đầu tư 7.277 tỷ đồng theo hình thức BOT. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của ngày hôm nay. Duy Khang và Thi Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.